Chị Diệp Lâm Anh ơi, lúc trước á, em ngồi MIQ á, em cũng từng khóc. Nhưng sau khi mà ngồi xong chương trình MIQ và nhận ra một vài điều thì em chia sẻ với chị, đó là không có một huấn luyện viên nào muốn team của đối thủ có thí sinh mạnh cả. Nên là đôi khi mình nói câu từ công tâm nó rất là khó, bởi vì em từng khóc trong chương trình rồi. Thực ra với những format chia team như thế này á, thì rất khó để mà mình có thể nói rằng là lựa chọn như thế nào là đúng. Bản thân chị cũng đã từng ngồi ghế mentor. Đấy là một vị trí nó vô cùng là cao cả và nó cực kỳ quan trọng. Mọi cái quyết định và mọi cái sai lầm trong cái lúc mà chúng ta làm thử thách ấy, nó đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thí sinh của mình. Và bây giờ với ba em thực sự là một cái sự lựa chọn quá khó. Trước khi mà đưa ra lời nhận xét từ phía của Nhi đại diện cho nhãn hàng Android For Me Up, thì Nhi cũng chỉ muốn nói với các bạn thôi, bất kỳ bạn nào ngày hôm nay dừng chân ở lại đây không phải là các bạn kém, không phải là các bạn không có tài năng, chỉ là các bạn thiếu đi một chút may mắn thôi. Đối với em, chị cảm thấy rằng là em không được tự tin. Từ đầu đến bây giờ cái năng lượng của em là nó đi xuống luôn. Em mất tự tin đến mức rằng là em phải đọc thông tin sản phẩm ở trên bao bì, và đó cũng không phải là một điều nhãn hàng mong muốn, bởi vì người đọc thông tin để trả bài trên sản phẩm nhãn hàng cũng có thể làm được. Và với những gì mà chị nhận xét thì chị cũng xin phép rằng là sự lựa chọn của chị là em. Chị sẽ đứng trên cái cương vị là có rất nhiều phiên live stream cũng như là quản lý phiên live stream trên nền tảng TikTok Shop, để chị chọn ra được một người có thể đi tiếp với chương trình và có cái yếu tố trở thành một trong những bạn bán hàng tốt trên nền tảng. Cho chị xin phép sẽ chọn bạn Ngọc Thiệp sẽ ra về. Ngày hôm nay thì thật sự là anh Quân đã có một chút thiếu tự tin trong cái phần thể hiện cuối cùng này. Và rất là xin lỗi cái người mà Như chọn ngày hôm nay. Đó là anh Quân. Hôm nay xong rồi đấy, hôm nay là đi về nhà, là đi về nhà nha. Đừng khóc. Lúc đó thật sự là muốn rơi nước mắt luôn á, tại vì Ngọc Hiệp như là kiểu cái mắt xích trong cái team mình á, là bạn sẽ là cái người mà kết nối các bạn lại với nhau. Chúc mừng team Lucy Tuần Dương, Ngọc Hiệp an toàn. Bạn ấy đã rất cố gắng, và trong cả cái quá trình bạn ấy tham gia chương trình thì bạn ấy luôn là người giữ đúng những cái lịch hẹn đối với cái team của mình. Và với cái sự duyên dáng của bạn ấy và những cái gì bạn đã làm cho team thì ngày hôm nay bạn ấy xứng đáng được ở đây. Còn đối với những người mà luôn nghĩ rằng mình là quán quân thì hãy để những cái sự lựa chọn đấy để cho ban giám khảo. Cái lúc đó thật sự là sốc nha. Ban giám khảo cứu bạn Trương Anh Quân. Tại vì là trong tất cả các clip review thì bạn Quân là người được tất cả các nhãn hàng feedback và đánh giá là người đầu tư nhất. Và như chị đã nói rất là nhiều lần là không có một đề bài nào trong chương trình này là phụ cả. Chúng tôi nhìn thấy là các bạn đang rất là tập trung và nghiêm túc với cuộc thi và nghiêm túc với tất cả các nhà tài trợ với ban tổ chức. Cho nên mong là tất cả các bạn thí sinh còn lại mình cũng sẽ thật là tập trung với các cái video còn lại của mình. Khi mà chị Giang nắm tay anh Quân vô á, trời ơi em nói vui quá rồi, bây giờ có thêm anh rồi. Nhưng mà nghĩ đi, vừa vui vừa buồn á, tại vì không có chị Yên Đàn. Xin mời cả hai team huấn luyện viên không chiến thắng ngày hôm nay đi vào ạ. Xin phép chị Hương Giang, xin phép tất cả mọi người. Ngày hôm nay
Thật sự, Phan Thoại cũng sẽ nhắc lại với con Mizi một lần nữa. Đừng bao giờ chơi chiêu. Và nếu như con Mizi chơi chiêu á, thì xin phép Phan Thoại thêm dấu sắc. Chiêu sắc chiếu, chiếu tướng. Eo ơi, chiếu tướng từ tập 1 cho đến tập 4 mà trộm viếng chưa thắng tập nào. Và để nói cho con Mizi biết, khi con Mizi đã đưa những thí sinh thật sự xứng đáng ở lại vào vòng loại và để các bạn phải đi ra về, thì lần sau cứ tìm con Mizi, nếu như Phạm Thoại thắng thì tất cả phải đi ra về hết. Ồ. Ồ. Ủa là sao? Đến khi mà tất cả các bạn thí sinh ở trong vòng loại quay lại thì Duy cảm giác khá là bất ngờ. Và Duy cảm giác là tất cả ba giám khảo đều ở đó đều không công tâm. Thực ra chị từng làm việc với em rồi và em rất là cống hiến cho chương trình này. Phần Thiệp á, khác với Quân thì cái sự thể hiện của em trong phần thi và trong chương trình nó tốt hơn. Hồi hộp muốn chết. Chuyển điểm biển giúp em với. Chị chọn Thiệp nha. Ngày hôm nay bọn chị quyết định là sẽ không loại. Cảm ơn chương trình. Vì có Long ở đây và tí nữa mình cũng sẽ phải giải thích với cô Mi Duy. Bởi vì tập sau nó không phải là một tập loại mà là một tập chọn. Mình sẽ chọn ra top 10 người vào trong chung kết. Cho nên là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái quyền lợi của Long, Chun hay là cô Mi Duy. Thật ra là bản thân Long, Chun cũng không 100% happy đâu. Nhưng mà tại set có rất là nhiều những ban giám khảo ngồi ở đấy thì mình vẫn tôn trọng cái ý kiến đấy thôi. Mà thật sự thì chị thấy là Thiệp không xứng đáng đi vào vòng loại. Chị cũng không hài lòng lắm về cái quyết định của em. Nhưng mà cuộc chơi thì phải chịu thôi. Và mọi người sẽ nhìn thấy và khán giả cũng sẽ thấy được rằng con Mizi đang chơi chiêu với team của Phạm Thoại và Lucy Tuấn Dương. Tất nhiên thì nếu mà team Duy thua hay là team mọi người thắng thì mọi người cũng có quyền loại hết team của con Mizi. Ai muốn nghĩ sao nghĩ, thắng hay làm vua, vậy thôi. Đi em, bắt Grab đi về. Cuộc chiến này nó còn dài lắm, đại chiến. Về em ơi. Rồi về nghỉ thôi. Thì cũng thắng 2 tập rồi chứ sao giờ. Cảm nhận rất là rõ, đó chính là sự hả hê. Chờ đi, phim hay còn ở phía sau. Chảy máu.